những cái kim là mình ấp cái mà cái cục máng á mình xối á, xối vậy cái nhà. Thank you.
tạm một cái lẻ lắm, 2 phút là xong rồi. Đây. Mới treo lắc rồi nên để người sai kinh. Không bao giờ cắt cái cành sâu này nữa, cái hàng cái máy hình này, cái bên hông vậy. Đó. Cắt xong là mình rào, mình làm à. Đó. Ok thôi. Đại khái vậy ha. Hôm nay mình trên đây.